Niệm tên Đức Bà La Dạ Ma Bà La Tánh Thiền Tô Bán Ta Ra Bà La Dạ Ma Bà La Nam Mô Cấp Độ Như Ma Bồ Tát. Thank you.
cảm thấy hoài. Để quay xuống bà con kính đạo. Đây là cái đại hành chung bà con thập tử khai trương, rõ cái đại hành chung. Chạy chậm chậm nó chạy tay của chú đâu còn rảnh. Bây giờ xin lỗi em. Đến sắp xếp cho ta thứ tự cho. Đây là cái đại hành chung nè, cảnh cảnh vô cái đại hành chung. Đây đó, mình coi vô, mình sẽ quay vô ngay cái đây, gõ vô cái chuông cái cho nó hấp dẫn. Rồi tập hợp vô đi. 1, 2, 3. Bao nhiêu ký em? Biết bao nhiêu ký không ạ? Hả? Hả? Không biết ký hả? Nó nghe tiếp ra. Trời ơi, ở dưới đây nãy giờ mình không thấy. Đây có một số tử ở trong này nữa nè. Đó, đây ở trong này nữa nè. Đó, đó, đó người ta ở trong cái chuông người ta ngó. Ở, ở ngoài, ở trong thì cầu nguyện, ở ngoài thì rõ. Rồi đó, là chúc nước lành đến tất cả những thành tựu của bà con mình ở ở trong chùa. Ở dưới này là có một số bà con ở dưới này. Ở trên đó thì mình quay tìm cách quay từ ở dưới này có bà con và tiếng gõ chưa? 2, 3. Có những người ở trong. Sao tôi quay không thấy màn hình thấy gì đâu không? Chị này cười. Bữa nay chúc may mắn nha.
chị đi chùa nè, bữa đó hồng chung đó, chị cầu nguyện vô cái chuông đó là linh thiêng lên đó nha, đó bà con của chúng ta. Thì cái chuông nó mang tính rất là đại hồng chuông là coi như là lớn nhất ở trong cái chùa theo mình nghĩ, thì nó mang cái tâm linh là những cái gì tốt đẹp nhất, những lời cầu nguyện tốt nhất, và những cái tiếng chuông cái giọng vang ra xa nhất, vì nó lớn nó phải xa nhất, thì đó thì xa nhất thì nó có những cái ý nghĩa mình ý mình nói là nó có sự linh thiêng hơn những cái khác. Khánh nguyện như đó người ta lấy cái tâm linh của mình trút bỏ ra những cái điều ác, điều gì đó ha, để mình làm lành lại hoặc là những xấu xa gì bỏ đi để mình làm tốt, đó là vậy đó, tâm linh nó sẽ được tốt. Tôi ví dụ như em bây giờ em có người nào thiếu em 500.000, 700.000 gì em buồn, nhưng mà em vô đó em khi em khánh nguyện nó thôi bỏ đi, mai mốt mình có 5-7 triệu không chừng, đó là tự nhiên cái lương tâm nó thoải mái hơn, và em về em không còn suy nghĩ cái người đó thiếu em mà giật của em nữa, là để em khỏi buồn vậy đó. Cái tâm linh của em. Còn đây em thấy sao mà em nghĩ là sư mới được giọng sao mọi người mình à, giọng đó thì không phải chính thiết có nhiều người, nhưng người ta phải đồng điệu, nếu nhiều người phải đồng điệu người trước từ sau đâu có giọng được. Đó. Là người mình bình thường đi được giọng ấy là nói sao mà người mình bình thường không có nói gì nhiều mà mình được giọng vậy là có nói không cái này là chỉ bữa nay là cái ngày cũng như là cái ngày mới là cũng là khai chuông mà ngày khai chuông mà chứ đâu có ai quốc giọng hồi nào giọng cũng như cái lúc sau này có cái nghi lễ người ta sẽ tránh trở lại cái ngồi nào được gõ và người nào không được gõ chứ đâu chứ để không ai cũng vô tối ngày gõ không đâu còn sự an tịnh nữa. Ngay bữa nay là ngày khai chuông à, em ở đâu vậy? Hả? Ở đây, cũng ở đây bầu cỏ. Ở bầu cỏ hả? Ừ. Ừ. Rồi có dịp lên YouTube xem ha. Ngày khai chuông. Đó. Đó là những người ở dưới á. Giọng nhỏ nhỏ đó là lớn quá cả. Em ơi. Cái sức nặng nó được bao nhiêu vậy anh? 4 tấn ha, là 4.000 ký hả? Ồ. 4 tấn nè, 4 tấn là đã nhiều rồi. Ủa cái chuông này là 4 tấn, 4 tấn mình gọi là rất bằng đồng. Ủa cái chuông này tới 4 tấn rồi, con ơi. Rồi mình kết thúc cái đại hành chung đây, cái hành chung này đại hành chung hôm nay là cái ngày bữa nay là ngày khai chuông. Thành ra mình mới được quyền thử chuông phải không? Nhưng mà anh ấy giờ có vụ gì viết tên gì trong đó đó. Ghi họ tên gì trong đó. Nặng 4 tấn. 4 tấn rưỡi. 4 tấn rưỡi hả? Ồ, giờ lên 500 ký. Tôi đại mấy đợt làm trước tôi đều làm đây hết. Lúc mà cái lúc đúc á, cái hầm này nè. Bỏ vàng vô á. Đồng chứ. Vàng. Bá tánh góp vàng cạy hột ra bỏ tại chỗ này luôn. Đổ cho nó thành
cái vàng bỏ vô rồi nung cho nó chảy luôn hả? Vàng bổ vô lò luôn. Tức là cái quá trình làm. Đúng như là quá trình làm đó. Là người ta pha đủ rồi. Thêm vàng vô nữa thì nó tốt chứ không. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng chừng vài cây. Cũng như mình hỗn hợp đó mà. Cũng như kia là bằng đồng đỏ hay là thau gì? Thau hả đồng đỏ? Chắc thau quá. Đầu tiên là vàng thau. Đồng với thau. Đồng với thau hợp kim lại. Hợp kim đồng với thau. Rồi. Nó ra này. Rồi thêm vàng vô chút đỉnh rồi có mấy cây vàng ăn nhận vậy. Ông có thích móc chỉ ra dục vô cái nó chảy vô cái cho nó tốt lên. Ông này ông ôm cái này nè, người ta đi bỏ vô á. Rồi lúc mà gần em đổ đây tôi đứng ngay chỗ âm thanh mà tôi thấy. 7-8 cây à. Đi dài tới rộng ra đây chắc cũng được chục cây. Cái này phải giữ. Cái này phải giữ kỹ ngay cho nguy hiểm. Nhưng mà đốt vô đó đúng chỗ đó hết rồi. Đứng vô đó đi, đứng vô cái chỗ nào đi, tao muốn chụp được chưa? Quá cao luôn. Vô với chụp mình đi. Đổ có bắt đầu thì trước chưa có lắp kịp. Nên vậy quý vị đi cẩn thận. Quý vị đi cẩn thận cái chân. Thôi mình xin kết tại đây. Có thể mình làm cái clip sau khác. Chạy vô đây, đẩm ra.